Thì ở đây mình có rau quế, rau húng lủi nè cả nhà. Rồi, cùng với ớt thì đây rau này thì cái lá này mới nãy mình hái thì mình để riêng ra để mình trang trí thôi. Còn xào là xào rau răm thì mình cũng chừa lại một ít rau răm nè để một tí mình trang trí trên bề mặt. Còn phần này là rau răm mình đã cắt cắt khúc nhỏ, không cần nhuyễn nha cả nhà. Hành tím thì mình sẽ cắt mỏng như thế này. Riêng tỏi với ớt thì ở đây ớt mình sẽ sử dụng một trái ớt bỏ hột đi để cho đỡ độ cay cả nhà. Cùng với lại 4 tép tỏi mình băm nhuyễn. Gia vị thì rất là đơn giản, dầu ăn, tiêu, dầu hào, bột nêm, đường. Mình xào với lại chim, lòng chim thì rất là đơn giản cả nhà ha. Đây là những cái lòng mề của chim bồ câu nè cả nhà. Này, cả nhà thấy không? Mình làm sạch rồi, rửa sạch rồi. Thì đối với lại lòng chim cút hay chim bồ câu gì nó cũng nhỏ nên thành ra mình không phải cắt ra như lòng mề gà hay của vịt. Thì bây giờ mình sẽ trụng sơ nha. Đây là mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi nhỏ nè để mình trụng sơ cái phần lòng mề. Mình trút hết tất cả lòng mề vào mình nồi nước sôi. Thì để khử mùi tanh của lòng mề khi mà mình rửa đó cả nhà, mình thường bỏ muối cùng với lại rượu. Mình sẽ rửa, mình ngâm trước khoảng chừng 2 đến 3 phút rồi sau đó mình sẽ rửa sạch lại thì lòng mề nó sẽ không bị hôi. Còn nếu mà mình còn sợ nữa thì trong quá trình mình trụng như thế này thì mình sẽ cho vào đây một ít gừng. Nhưng mà tại vì cái phần mà mình đã rửa rất là sạch rồi với rượu với muối nên thành ra là những cái bộ lòng mề nè, gồm có tim nè, mề gan của chim á, nó sẽ không bị hôi. Lúc này á, thì cái nồi trụng nước trụng của mình nó rất là đen và nó sôi như thế này, mình sẽ tắt bếp. Sau đó mình sẽ rửa sơ lại phần lòng cho sạch nha cả nhà. Bọt ra rất là hôi nè cả nhà. Đây là lúc này là mình rửa sạch rồi nè cả nhà. Mình sẽ cho một cái chảo lên bếp nha. Thì khi mà chảo nóng thì mình sẽ cho dầu vào. Ở đây mình cho khoảng một muỗng canh dầu và sau đó mình cho qua đều chảo. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần ớt và tỏi vào mình xào vào cho thơm. Thơm nè cả nhà, thơm lắm cả nhà đây. Rồi mình sẽ trút cái phần lòng vào nha. Mình sẽ nêm vào trong đây dầu hào, tí xíu bột nêm nha. Đây gia vị của mình nè cả nhà, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng tiêu, nửa muỗng cà phê tiêu với lại nửa muỗng cà phê đường và một ít nước mắm, khoảng gần một muỗng cà phê nước mắm. Rồi mình sẽ trút vào trong cái chảo này nha. Với lại lửa nhỏ thôi cả nhà, xào từ từ với lửa nhỏ. Và khi mà cạn thì mình sẽ cho vào đây một ít nước nha để cho cái những cái bông lòng này là nó chín, nó thấm gia vị trước. Rồi mình sẽ trút vào đây một ít nước, xào trong vòng khoảng chừng 5 phút. Và lúc này á, thì mình sẽ mở nắp ra mà xem như thế nào cả nhà. Rồi, nó chạm nước rồi nè. Chạm nước lúc này là thịt nó cũng chín rồi đó cả nhà ơi. Thì mình sẽ nêm lúc này nè, mình nêm lại cái gia vị coi xem cái nhà mình ăn như thế nào. Ví dụ như lúc này á, mà mình
muốn ăn mặn thì mình sẽ cho vào đây một ít nước mắm nữa cả nhà. Rồi tiếp tục mình sẽ cho cái phần hành cùng với lại rau lăm vào cả nhà ơi. Giang còn giang nổi bập bập luôn. Mình chút hết cái phần rau răm cùng với lại hành vào. Để cho cái hành nó, cái rau răm nó hơi chín chút xíu. Cái dĩa lòng mà chim xào với lại rau răm xong rồi nè cả nhà. Này mình trang trí lên đây vài lát ớt cùng với lại một ít rau răm và rau húng lủi. Cho thêm một ít tiêu vào nữa thì rất là hấp dẫn cả nhà ha. Chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.